bốn cái gõ cửa 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 ok không nhớ 1 2 3 4 1 2 3 4 lặp lại 1 2 3 4 ngoắc lên một cái tim, ngoắc lên một cái, ngoắc lại một cái, ok. Em làm vốn được nha. Không có gì với mấy cái vụ nhảy nè. Nói điều vô. Cần cúng vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hình như máy có đèn. Máy này đi, máy này nè. Máy này. Chị không kéo được, chị bị duyên ngồi, chị không mặc quan phận được. Hỏi chụp chú Tâm nữa nè. Đó, quay nè, quay clip, quay clip. Quay clip nè. Đưa tay ra chú. Đưa tay chị bị chéo cái người, chị không ngồi được nè. Quay dọc bên trên, quay dọc qua lại. Trái tim mọc lên. Đóng cửa lại giùm chị đi em. Thank you so much, ok. Anh nói hôm nay cái tay anh là giống cái Thái mà. Nhìn chị nhìn giống Thái lắm thiệt. Rồi con sao luôn. Đây nè, cô dâu Việt Nam nè ha. 2, 3. Ủa đâu mấy người? Bị chọc quá xong tháo rồi đúng chưa? Tự nhiên lại gắn cái bông như tình thiên mai. Rồi cái chen của ba bây giờ mất chị đây 200 rồi. Đã thấy rồi. Sơ hở là vô duyên rồi. Thấy rồi, fan chị táp tên vô thấy rồi. Táp tên vô. Cái nick fan chị bây giờ nhiều follow. Có nhiều follow kìa. 1 tháng nữa biết tay chị. Tại giờ chị mới đủ tuổi chơi TikTok. Ủa, phải. Chị nói lại lý do coi. Tại vì bây giờ chị mới đủ tuổi chơi TikTok. Ủa sao TikTok cho chơi người chơi trẻ già dữ vậy? Sao chơi trễ vậy ta? Chí mạng. Sao đâu 40 tuổi chơi vậy lại còn. Nghĩa là tính tóc, cho 40 50 tuổi mới cho chơi. Mới được chơi thôi sao cho dễ. 50 tuổi mới cho chơi mà. Ủa vậy con chơi lâu rồi. 40 tuổi là má. Quê nha. Sắp lên xu hướng thì nào 40 thì phải là muộn. Chơi cuối tình cấp này đâu sao rồi nè. Chưa. Chưa nè. Nè không phải tại kia ha. Vậy kia nó làm nè ơi. Nuốt chưa như thế được rồi. Bé làm đi. Bé làm. Kéo lên. Nó nói gì cái. Để em làm cho chị Huyền độ chịu cao để làm. Trời ơi. Dễ sợ. Làm cho lên nó bay nè. Không mà miếng bả toàn là miếng vô đường cùng quá mà. Ừ. Chí mạng không? Miếng vô đường cùng à, nó không đi tiếp được. Ờ, muốn đi sạch chỉ nó cùng lên trang là nóng đào. Tâm, trời ơi, chứ tôi là đào. Phim sau là tôi với anh Khanh bắt đầu có một bài diễn mới của chúng tôi rồi. Chúng ta cũng dèo cho nên nó bị sượt. Phim này mà lật qua Đa Mỹ à? Trời ơi, bữa giờ là chúng tôi là một cặp sống lụt. Mày em ơi. Tôi đứng sao vậy? Tôi nói bữa tôi giờ đứng cạnh anh Khanh thì tôi cảm thấy hợp hơn. Do bên đây là bạn dạ, diễn viên. Dạ em bị ai cũng cướp hết nên thôi em nhường em dám dạ, bây giờ nhường. Tôi hỏi chị nè, bây giờ gì mình? Bây giờ. Ok rồi. Bây giờ tôi hỏi em nè. Hỏi cửa giùm coi. Bây giờ tôi hỏi chị nè, chị biết anh Khanh thích ăn gì không? Kìa nó hỏi thích ăn gì không kìa, nó cúng. Ủa trả lời. Đâu không biết đâu. Khỏi đá mắt. Anh khỏi đá mắt. Chứ anh thích ăn gì? TikTok mới nổi. Cái người mới chín năm vậy còn nữa. TikTok mới nổi. Đó, là ra đường quay qua chiếc. Phải vậy với chị hả? Con nói đi. Ê chị đâu cần nhúng đâu chị Trang. Ừ lắc cái máy là được rồi. Ủa là sao? Đó. Ý là chị đứng cái gì chị nhúng mà. Sao mà chơi con. Sao mà chơi con cái mà khó quá vậy? Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí Mật VBIT. Chúc các bạn những ngày tốt lành.